đến với Lo Kế Tâm Việt. Thì hôm nay có rất là nhiều anh chị hỏi em là trong tầm giá 4 triệu sẽ có em loa nào ngon. Thì bên đây hiện tại có hai em loa cực kỳ chưa đáng chú ý nhà, đó là em loa Nanomax K12 và em loa Nanomax 12F3000 SK3. Thì hai em loa này anh chị nhìn thấy nó cực kỳ giống nhau luôn, giống nhau cả về ngoại hình này cả nhà và thiết kế. Tuy nhiên thì anh chị nếu mà để ý chút xíu thì thấy em loa K12 nó sẽ bé hơn chút xíu ở nhà, kích thước nó sẽ bé hơn. Đấy, em loa SK3000 này sẽ lớn hơn một chút nha. Thì hai em loa này thì nhìn thấy nó giống vậy thôi, nhưng mà chất âm với lại cái nhu cầu nếu mà tư vấn thật sự thì nó rất là khác. Thì hai anh chị đang rất là phân vân giữa hai em này, coi là chọn em nào ở nhà. Thì bây giờ em sẽ phân tích một cái chi tiết nhất để anh chị có thể dễ mua hàng rồi nhé. Rồi 1, 2, 3, let's go. Rồi đầu tiên thì em sẽ nói về phần màu sắc với lại hình dáng nữa nha. Thì hai em loa này thì có màu khá là tương đồng. Tuy nhiên thì có một điểm đặc biệt, đó là em loa K12 này nó có tới hai màu rồi nha nha các nhà. Ở trên web bên em là để màu xám đen đó. Thì em loa này là một màu khác nữa là một màu vàng đồng nữa nha. Tuy nhiên em loa SK12F3 này thì nó chỉ có một màu duy nhất thôi, đó là màu vàng đồng. Cho nên về sự lựa chọn màu sắc thì em loa K12 này vẫn trội hơn nha. Rồi tiếp theo là về kích thước nha các nhà. Vì cái thứ thì hai em loa này nó giống như là dạng là một em á là nó to xíu, một em thuộc dạng là nhỏ chút xíu, nhưng mà về kích thước tổng thể thì hai em loa này nó không chênh nhau nhiều cả nhà, cho nên về phần kích thước thì có thể bỏ qua. Tuy nhiên nếu anh chị thiên về nhỏ gọn thì nên chọn em loa K12 nha, vì thiết kế nó khá là dễ thương. Đây chút xíu là siêu thôi nha. Rồi về phần công suất thì hai em loa này thì em loa K12 này nó sẽ công suất nó sẽ nhỉnh hơn chút xíu nha cả nhà, một chút xíu thôi. Như em loa hai loa này, ví dụ em loa SK3 này thì là 10 điểm công suất chẳng hạn, thì em loa này nó nằm khoảng em loa K12 này 10 điểm công suất, thì em loa 12F3 này thì 9.5 điểm cả nhà, cho nên chút xíu thôi. Nhưng về công suất thì không đáng kể lắm. Tuy nhiên vì đều đánh xa cả nhà, thì em loa K12 này nó thiên về tết nhiều hơn, cho nên cái độ đánh vang xa nó sẽ trội hơn em loa SK3 này. Rồi tiếp theo là em sẽ phân tích cho anh chị về cái việc hát karaoke cũng giống như là micro của em loa nói cả nhà liên quan với nhau. Thì ở bên tay trái của em đây cũng như là bên phải quý vị đó là em loa micro của em loa K12 này cả nhà, và đây là micro của em Nanomax SK23. Đây nhìn thấy nó tương tự nhau, tuy nhiên ở về phần chất âm khi hát ra sẽ có một xíu cái khác biệt cả nhà, nên để em phân tích cho cả nhà để chọn một cách tốt nhất. Thì em loa K12 này thì bên trong micro của nó anh chị nó sẽ có một cái phần đó là điều chỉnh cả âm lượng và độ hút micro này cả nhà. Chỉ bấm nút lên á thì nó sẽ tăng độ hút và tăng công suất của cái giọng mình ra luôn. Còn nút dưới này nó sẽ giảm nha. Tuy nhiên á thì em loa 12F3 này nó không có phần đó nữa nha. Nó chỉ có một nút và nút set thôi. Một nút set tần số thôi, nó không có cái phần tăng giảm cái âm lượng cũng giống như là công suất. Thì tuy nhiên cái này một em có một em không. Tuy nhiên cái này cũng không phải là em loa độ hút em loa SK3 này nó không tốt bằng em loa K2 cả nhà. Nếu mà anh chị tăng lên độ hút quá nhiều thì nếu anh chị chơi công không gian nhỏ đối với em loa Nanomax K12 này sẽ dễ hú hơn, hút càng mạnh thì nó càng dễ hú, đó phải bù trừ lẫn nhau cả nhà. Tuy nhiên em loa Nanomax SK3 này nó không có tăng giảm độ hút, tuy nhiên thì cái độ chống hú nó khá là tốt và tốt hơn em loa K12 này cả nhà. Cho nên nếu anh chị mà chơi trong nhà thì chơi em loa SK12F3 này vẫn ok hơn, nó đỡ hú hơn cả nhà. Rồi tiếp theo em sẽ nói về phần chất âm. Thì em loa Nanomax K12 này thì chất âm nó sẽ sáng tiếng hơn, nó thiên về trep chút xíu cả nhà, nên anh chị có thể chơi ngoài trời khá là tốt. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà đánh rất là mạnh đấy nha, loa ba tấc đánh rất là đã. Và em loa 12F3 này thì chất âm nó không có sáng bằng, nó dạng kiểu trầm trầm ấm ấm, nên anh chị mà chơi ở không gian lớn thì sẽ không bằng em loa Nanomax SK12 này đâu, nó sẽ đánh gần hơn đó, nó không đánh xa bằng loa K12. Tuy nhiên về khi mà chơi trong không gian nhỏ như là phòng ốc này nè thì em loa K12F3 này ngon hơn cả nhà, bởi vì đứng gần nó không có bị chói, tiếng nó trầm ấm nghe rất là dịu, nghe là đã nha. Đó là tất cả những gì em chia sẻ anh chị để đưa anh chị có thể đưa ra ý kiến mua hàng hoặc là đưa ra cái lựa chọn mua hàng cách chính xác nhất nha. Nếu mà hai em loa này phù hợp với nhu cầu nào của anh chị thì hãy chọn ngay em loa đó nhé. Rồi video đã kết thúc. Bye bye cả nhà.